Đây là Kiwi 5 tháng tuổi khi lần đầu tiên ngồi lên chiếc ghế ăn dặm của bạn ấy. Sản phẩm được săn sale trên Lazada giá 335.000. Mình khá hài lòng với chiếc ghế này. Nó đáp ứng những yêu cầu cơ bản nhất của một cái ghế ăn dặm. Có dây đeo an toàn, có thể gấp gọn, bàn có thể tháo rời. Mọi chi tiết đơn giản đều có thể xịt nước rửa và phơi khô thoải mái. Điều này rất phù hợp với một em bé ăn dặm theo phương pháp bé tự chỉ huy như em bé Kiwi nhà mình. Thời gian đầu bé thao tác rất vụng về nên thức ăn sẽ rơi vãi khắp nơi, sau mỗi bữa ăn đều phải lau dọn vệ sinh. Vì nhà mình sử dụng bàn ăn nên chiếc ghế này cố định buộc trên một chiếc ghế của bàn ăn. Khi nào mình về quê cũng có thể tháo ra gấp gọn đem về. Còn nếu bạn ngồi chiếu ăn cơm thì có thể hạ hai chân ghế xuống. Ban đầu mình cũng phân vân lựa chọn các loại ghế ăn dặm khác. Có bạn còn bảo mình nên chọn loại có lót bông sau lưng hay là có đệm ngồi cho bé thoải mái, đỡ ê mông ê lưng. Nhưng những loại này thực sự khi thức ăn dắt vào thì rất khó vệ sinh và lâu khô. Thời gian ngồi một bữa ăn cũng không quá 30 phút nên mình thấy một chiếc ghế nhựa cứng như thế này không vấn đề gì. Những chiếc ghế ăn có quá nhiều chi tiết trang trí tưởng sẽ hấp dẫn bé, nhưng mình thấy sẽ làm bé bị phân tâm mà thứ bé cần quan tâm duy nhất chỉ là đồ ăn mà thôi.